Cảm ơn MC. Tuấn. Dạ. Em có micro không? À, thưa quý vị, tôi đang trong video cho quý vị Tuấn. Dạ, em Tuấn đang xin à. Trong video mà cũng nói cho người ta biết. Cái ông MC bữa nay ông nên giảm cân nha. Ông MC chứ không phải ông thí sinh. Dạ. Tuấn à. Dạ. Tôi hỏi em một câu, nếu tự trọng em trả lời thật nha. Bữa nay em tới đây đi thi hay là em đã làm trong đài được nhiều năm rồi? Dạ, em làm trong đài được 8 năm mà. Đến nay là 8 năm trong nghề. 8 năm trong nghề. Dạ. Em như một cái người sướng ngôn viên chuyên nghiệp. Và tôi nghĩ là nhiều người chuyên nghiệp cũng phải kính nể cái khả năng của em vừa rồi. Mặc dù em là thí sinh đầu tiên, nhưng tôi tin chắc rằng là những người ra sau em phải bắt đầu lo lắng. Không ai ra đầu tiên mà kiểm soát được thời gian như chị Tú Trinh đã nói. Không ai bước ra đầu tiên mà có thể nói trơn tru cái bài diễn văn của mình. Không một cái vấp nhỏ nhỏ, đôi khi nó có những cái lợn cợn nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà người ta nãy giờ người ta nghe mười mấy phút, nó trôi qua rất là nhanh, không có dài. Tại sao vậy? Nó có sự thú vị. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng của một người phát thanh viên. Tại vì người ta không có diễn tả được bằng cái gương mặt, bằng cái tay chân. Cái giọng nói của em nó quyết định tất cả không khí và cảm xúc của người nghe. Em không làm cho người ta chán. Em biến từ người này qua người khác ngọt tới mức độ mà người ta cứ tưởng tượng người ta nghe cả chục người trong đó. Mà nó không có cái độ chuyển hóa. Có nghĩa là người ta cảm nhận được là có người kia đang giả giọng, mà tưởng tượng là đang là mấy người thiệt. Có nghĩa là cái độ xử lý của giọng nói của em rất là tinh tế. Cái tiếp theo tôi phải khen em đó là cái đời. Một người phát ngôn viên hiện nay tôi thấy là có những cái khuyết điểm là họ không có nói chuyện một cách rất là đời. Họ nói chuyện mà mình nghe cảm giác họ là phát thanh viên. Có nghĩa là họ cứ luôn luôn cứ nói cái câu chữ nó cứ vậy, mình nghe cái mình cảm giác mà đó là MC rồi, đó là phát thanh viên. Tôi thì tôi không có ý kiến gì về chuyện đó, nhưng nếu hỏi với một cái người đó, một cái người nói chuyện đời thì tôi còn thích cái người nói chuyện đời hơn. Là bởi vì khi bạn nói chuyện đời á, cái gì nó đến từ đời thôi, người ta dễ cảm nhận, người ta ghi vô đầu mà nè. Và cái mục đích của chúng ta cũng là nói đi người ta nghe mà. Thì nói người ta nghe, người ta có chịu bỏ vào trong đầu mình hay không thì đó là do cái đời. Thì bạn làm cái điều đó rất là tốt. Quan trọng hơn hết, cuối cùng là tôi muốn nói rằng là bạn rất thông minh trong cái việc bạn sử dụng cái âm thanh. Nó như là một cái chữ ký, bạn bóp một cái bao ni lông, bạn bắt đầu bằng nó và bạn kết thúc bằng nó, để cho người ta biết là mỗi lần người ta nghe cái âm thanh bóp bao ni lông, người ta có thể tưởng tượng được cái hành động người ta đang làm. Đó là cách định dạng cảm xúc, tư duy một cách rõ rệt bằng âm thanh. Thì cái điều đó phải là người thông minh mới làm được. Và bạn làm cho tôi cảm thấy thú vị với câu chuyện của bạn. Tôi nghĩ bạn là một đối thủ mà những người sau hơi ngờ lắm. Hay. Xin cảm ơn cô Thảo Khánh Thành. Và ở thành phố Đà Lạt, thành phố sương mù thưa quý vị. Tại vì là 9-10 giờ sáng mình đi làm, mình vẫn cảm thấy là trên những con đường có một cái gì đó lãng đãng, rất lãng mạn. Nhưng không, nhưng tại sao khi mà đi lâu ở dưới cái không gian như vậy thì mình lại thấy sao khó thở quá và cảm thấy rất là mệt. Thì ra là một phút click chuột thôi, Kim Liên đã tìm thấy được nguyên nhân. Đó chính là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đang rơi vào một tình trạng vô cùng ô nhiễm. Và tôi nghĩ rằng là đã đến lúc để chúng ta tìm ra được mình một cái giải pháp gì đó đơn giản thôi, đừng làm gì cầu kỳ cả. Cho họ được hay không? Nghĩ như vậy thôi thì tự nhiên tôi lại muốn chia sẻ một cái bài viết của một cô bạn học sinh. Tại vì phía trước em là một chiến binh quá mạnh. Thường người ta ra sau chiến binh quá mạnh, người ta bị quyếu dò. Không, em bước ra hiên ngang như một nữ tướng, em chặt tay đôi, em dám lá cà với cái ông hồi nãy. Tôi nói chắc mấy người sau ra sao cái anh kia chắc lo lắm, thì chắc là tôi lo hơi xa. Tại vì hình như không thấy điều đó ở em. Em rất bình tĩnh, giọng em vang sáng tươi. Khi nghe em người ta cảm thấy cái sự tích cực ở trong giọng nói. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em có một cái độ truyền đạt tốt và giọng nói em có độ truyền cảm cao. Có vài điều tôi chỉ cái khen thêm một nữa đó là em sử dụng âm nhạc rất là tốt. Em biết canh cái âm lượng khi nào lớn, khi nào nhỏ vừa đủ để người ta có thể cảm nhận được vấn đề. Tại vì cái âm nhạc nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng
trọng đối với phát thanh. Nó tạo ra không gian bạn ạ, nó tạo ra cảm xúc. Mình không nhét cái nhạc đúng vô tự nhiên nó phá hỏng cái câu chuyện của mình. Mà đưa vào sớm hơn hay trễ hơn thì nó cũng lại phí cái câu chuyện, nó cũng sẽ làm gãy cái cảm xúc của người ta. Như vậy thì để vừa nói đầu thì nhớ chữ, miệng thì phải phát âm cho chuẩn, rồi tay thì phải chỉnh cái bàn mixer làm sao để lớn nhỏ. Thì thật sự là tôi nghĩ là bạn đang mã hóa, bạn đa chức năng cái đầu của mình để mình có thể làm được cái điều đó rất là tốt. Đó là cái sự đáng khen nhé. Thật sự không phải ai cũng nghĩ ra cái trò đó như bạn đâu. Điều quan trọng nè, này hơi nhắc nhở một xíu, cái nội dung của bạn đưa ra đó, nó thiếu tính liên kết bạn ạ. Có nghĩa là cái nội dung A nó qua nội dung B, nó cần có một cái mối nối thiệt là đẹp. Có nghĩa là mình nói từ cái A qua cái B, sao để người ta cảm thấy cái sự chuyển nó trơn tru. Tự nhiên đôi khi tôi đang nghe cái chủ đề này đang thú vị, cái nó chuyển qua cái chủ đề khác, tôi chưa kịp cảm hứng cái chủ đề đó, nó chưa kịp có dẫn chứng gì, nó lại qua cái chủ đề C. Nói chung là bạn hơi bị có quá nhiều cái thông tin bạn muốn đưa ra, nhưng mà bạn lại chưa có kết nó lại thành một cái đường dây đẹp. Tôi nói ví dụ nhé, việc bạn nói là cái người ta đánh răng á, hay có cái vụ mở chòi nước, và thứ đó là cái bệnh của đa số người Việt vậy. Hầu như ai cũng có cái bệnh đó trơn. Mà bạn để ý được cái điều đó rất là thú vị nhé. Mình để ý gì mình nói, ta nhiều khi ta cảm thấy ừ đúng á, sáng mình đánh răng mình hay mở cái vòi nước làm phí nước quá. Ta để ý được cái đó hay như vậy, một lát đi kể cái câu chuyện nước sông Đà. Hồi xưa mình học mình mê tới sông Đà, giờ nhìn tới đó thấy ta thiếu nước sạch, ta phải xếp hàng ta chờ xin nước. Tại sao mình không liên kết lại được từ cái vòi nước mình mở ra? Bản thân ở nhà mình sung sướng khi mình đánh răng, mình không biết là mình đang mở rất nhiều cái lượng nước sạch của sông Đà. Quý vị đang tiêu xài trên lượng nước sạch của sông Đà. Chúng ta đang đánh răng một cách rất hoang phí trên con sông nơi mà mọi người cần nước sạch. Mình liên tưởng nó như vậy, tự nhiên bạn thấy là cái tính liên kết nó rất là cao, và người ta tự nhiên hồi đó tôi có học bài sông Đà vậy. Tôi không ngờ sông Đà bây giờ nó khổ vậy, người dân đó ta cần nước sạch vậy, mà tôi đánh răng tôi mở nước gì nó phí vậy, mai tôi bảo đảm bạn tắt dòng nước liền, đúng không nào? Thì yeah. Tôi đó chỉ là cái chia sẻ thêm thôi, nhưng tôi nghĩ là bạn rất tuyệt vời nhé. Nói là đó là chia sẻ thêm để cho nó thêm phần kịch tính thôi, chứ bạn đã quá xuất sắc đối với tôi rồi, thật sự. Dạ, cảm ơn mọi người xuất tính từ giám khảo Trấn Thành. Có thể nói là khi...